Ngày 11 tháng 5 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu tham dự các hoạt động tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN lần thứ 26. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự phát triển năng động của ASEAN đang mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có Việt Nam, đồng thời đề nghị các nước ASEAN cần tạo động lực tăng trưởng mới, mạnh mẽ hơn từ đổi mới sáng tạo, chú trọng giáo dục, đào tạo để người dân, nhất là lao động trẻ, bắt kịp các tiến bộ công nghệ, đáp ứng các yêu cầu việc làm mới. Thủ tướng đã nêu sáng kiến về việc diễn đàn WEF ASEAN xem xét thành lập một nhóm công tác để nghiên cứu, khuyến nghị chính sách giáo dục, đào tạo nghề, thúc đẩy hình thành ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Start-up. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam đang nỗ lực hướng tới tăng trưởng bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tăng trưởng, tranh thủ thời cơ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tăng năng suất và sức cạnh tranh, quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần khởi nghiệp, khả năng sáng tạo để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc điều hành WEF Philip Roeseler, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB Kim Lập Quần và Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn Cisco Mỹ Go Siu Hyeong. Với WEF, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp các hoạt động của WEF, thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác đã ký tại hội nghị WEF Davos tháng 1 năm 2017 vừa qua. Thủ tướng đánh giá cao WEF đã chọn Việt Nam để tổ chức hội nghị WEF ASEAN năm 2018 và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt hội nghị này. Với ngân hàng AIIB, Thủ tướng mong muốn AIIB tăng cường hợp tác với Việt Nam, nghiên cứu, đề xuất các dự án hợp tác khả thi cùng có lợi. Với tập đoàn Cisco, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, thành phố thông minh, đào tạo nghề.